Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4 năm 2024, tại phủ thờ của ông Ba ở Kiến An Chợ Mới có tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 98 ngày ông Ba viên tịch. Tiếp theo mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi quang cảnh khâu chuẩn bị ở tại phủ thờ của ông Ba. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là quang cảnh ở phía trước phủ thờ của ông Ba, có trang trí hình ông rồng. Phủ thờ ông Ba, Kiến An Chợ Mới. Đây là quang cảnh ở bên trong khuôn viên. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4 năm 2024. Tất cả các cái tổ từ thiện cũng đang bắt đầu chuẩn bị nhằm phục vụ lễ giỗ của ông Ba được tốt hơn. Đây là quang cảnh các cái cô bác lau lá để chuẩn bị gói bánh tét, các loại bánh khác nhân ngày lễ giỗ của ông Ba. Đây là cái khâu xé lá và lau lá. Đây là tất cả những cái buồng chuối đã được đem về nơi nhà bếp phủ thờ của ông Ba để chuẩn bị gói bánh quý vị. Đây là dây để cuộn bánh. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4, cô bác trở về phủ thờ của ông Ba để lau lá và chuẩn bị cho ngày lễ giỗ của ông Ba sắp tới.
Đây là khâu chuẩn bị lau lá, xé lá và sắp lá để chuẩn bị gói những đòn bánh nhân kỷ niệm lễ giỗ lần thứ 98 tại phủ thờ của ông Ba ở chợ mới. Đây là các chú trong ban tổ chức chuẩn bị trang trí nơi đọc và sinh hoạt thơ Kim Cổ Kỳ Quan của tác giả Nguyễn Văn Thới. Đây là các chú cũng đang trong quá trình chuẩn bị. Mời quý vị cùng với chúng tôi ôn lại tiểu sử của ông Ba qua những bức tranh vẽ của họa sĩ Bồ Tạt. Đây là những cái bức tranh nói về thân thế của ông Ba. Bức tranh số 1, thời niên thiếu ông Ba hiếu học, giỏi việc nhà, học vấn siêng năng, giỏi thi thơ cùng với nho dân, được thầy mến, bạn bè kính trọng. Bức tranh số 2, tuổi trưởng thành ông Ba lập thất, sanh con ngoan lại được vợ hiền, đạo ngũ hằng một mực cần chuyên, đủ nhân cách khiến người kính trọng. Bức tranh số 3, đã từ lâu nghe danh ngưỡng mộ, ông Hai Nhu tỏ ngộ đạo màu, ông Ba liền từ giả gia đình, đến chùa láng quy y thọ giáo. Bức tranh số 4, một năm nương sống gần thầy, sau cùng gia quyến đến đây tu hành, sống đời đạo đức cao thanh, cùng thầy dung quán đạo lành rộng xa. Bức tranh số 5, 3 năm không bước ra ngoài, tham thiền, nhập định, ra tài viết văn, ông Ba tỏ ngộ đạo hằng, viết ra tác phẩm toàn văn độ đời. Bức tranh số 6, khỏi phòng đến giếng ông Hai, 3 năm sấm một hợp khai gặp thầy, tội rằng vắng đã 3 năm, không tròn bổn phận, chiếu trăng hầu thầy. Bức tranh số 7, cũng vì sự nghiệp kế thừa, thầy trò quyết chí, sớm trưa tu hành, kế là đất nước chiến tranh, âm thầm luyện võ để giành tự do. Bức tranh số 8, cháu ông Hai tên là Sáu Phẩm, kẻ phản đồ ám hại ông Hai, hắn lén đi báo pháp biết rài, bủ hương tự nay mai khởi nghĩa. Bức tranh số 9, ngày hôm ấy trời đen mây phủ, chùa Bủ Hương gặp lắm bão giông, pháp đưa vào lực lượng quá đông, áp vào bắc không phương tẩu thoát. Bức tranh số 10, may mắn thay ông Ba thoát nạn, còn thầy thì chẳng biết ra sao, càng nghĩ nhiều ruột thắt quặn đau, hẳn Sáu Phẩm tức ơi là tức. Bức tranh số 11, thương ông Ba ngày đêm buồn bực, nỗi nhớ thầy thân xác héo von, ông lén về gặp lại vợ con, ra sau hậu dùng dao tự sát. Bức tranh số 12, thấy sự việc bà Ba liền hốt hoảng, đợi tối trời đưa ông đến nhà thương, bác sĩ lẹ làng băng bó vết thương, ông vứt bỏ chẳng dùng đồ của pháp. Bức tranh số 13, vết thương nặng bác sĩ không trị được, điều nhân viên đưa tuốt đến nhà hoàng, quyền diệu thay sức khỏe vẫn bình an, chờ đêm đến đưa ông về săn sóc. Bức tranh số 14, nuôi chí lớn ông yên lòng dưỡng bệnh,
Thời gian trôi, buồn bã cũng nguôi ngoai. Thức uống ăn, không nuốt lọt ra ngoài. Phải quấn chặt bằng chiếc khăn mới ổn. Bức tranh số 15. Bọn mật thám ngày đêm dòm ngó, nên ông ba khó ở nơi đây, quyết di cư rời thạnh Mỹ Tây, nơi lộ lỡ kiến an cư ngụ. Bức tranh số 16. Sống nơi đây đạo đồng giúp đỡ, trút nỗi lòng trăn trở trong tâm, mượn bút nghiêng bát nhã nảy mầm, nên kim cổ kỳ quan viết tiếp. Bức tranh số 17. Trong dáng vẻ rất là thuần thái, lúc lâm chung không mãi ốm đau, đến tháng tư mùng chín năm nào, thọ 61 bính dần ông tịch. Bức tranh số 18. Ông ba mất đi nhưng ông còn, để lại cho đời một quyển kim cổ kỳ quan, giang danh cho hậu thế. Kính thưa cùng quý thính giả và chú quý đồng đạo Càng Xa thân mến, thì nhân dịp gặp được ông chú này cũng làm công quả ở Phú Thọ ba này, cho tụi con xin hỏi ông chú là được biết là gói bánh tét trong cái mùa đại lễ của ông ba năm nay thì mấy chục ngàn đòn bánh tét. Vậy cái khâu mà lá chuối này mình quy động từ ở đâu đem về? Trên núi xuống dưới chuối rồi, trên núi xuống nhiều lắm, trên núi rồi á, trên xuống rồi mình đi lên chợ là mình xin là trên chợ mình xin rồi mà cái mình tam mới chở xuống, không mình chở xuống nữa. Vậy là mình mất phải mấy ngày là bao nhiêu người mình đi xin đi chung đông đó mà nếu mà mình tấp tấp đi cũng khi mấy chục người ở đâu cũng đông quá ha. Đi chuối mà thì nói tóm lại năm nay chuối trên núi nó có lá chuối nhiều không chú? Trời chuối mình là hiếm ở đồng máy không có nhiều. Mày cháy núi làm sao? Nó hạn á. Dạ. Cái khâu mà lá chuối này mình theo mình tổng mình nói sơ sơ là bao nhiêu tấm lá đó? Cái đó mình cũng đậu phỏng bị máy gói là 14 tấn đó, tính đi lấy chuối 14 tấn đó, hôm nay nói cũng 5-6 ngàn đồng đó. Bị không chùi, mình mới nhớ là chùi lá đó rồi. Rồi bắt đầu 16-17 gì mới gói vậy đó. Ngoài cái lá chuối ra, còn bên cạnh đó những cái nải chuối đó, rồi mình cũng quy động từ đâu? Cũng cái núi xuống à, cái núi gì không đó. Mà toàn bộ là bà con mình đạo cho không hay là mình có mua không? Cho không đó, mình biết chưa luôn đó. Quý quá ta. Cũng là đồng đạo mình lên dẫn. Đồng đạo lên dẫn thì là cho giúp đồng xe chở xuống rồi. Mình mơi mốt là xe chở xuống kịch kịch nè. Chở xuống là chú sắn cho không nè. Dạ. Thì lấy năm nào chú cũng lại đem phục vụ. Lấy năm nào cũng lại chứ. Chú thì ngày trước thì lấy rồi cũng cho chạy xe rồi. Dạ chú gần đây không? Dạ ở Trời Mới. Rồi nhân vào ngày đại lễ hôm nay sắp tới còn 5 ngày nữa đó. Chú có đôi lời gì nhắn nhủ đồng đạo đến dự lễ hôm nay không? Chúc ba kia đầu tiên mình đạo rồi không dễ được rồi mà thăng hệ tư rồi cho mà ba mình kia rồi đội hộ con cháu rồi âm lành khỏe rồi con mình thăng cái thăng năm tới nữa đi hồi đi nữa ít lắm lại còn có cuộc chuyện gấp nữa không chị. Dạ 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 cảm ơn chú. Dạ dạ cái này giờ hôm nay là cái ngày quý lắm á, nó mua tôm mà cháy luôn cái bộ tôm với dài cháy luôn á. Dạ mặn thấy đó. Hôm nay là cô đãi gì ở đây vậy cô? Dạ, vậy đãi xài luôn ha. Xài xài muối tiêu ngon quá vậy, nhìn thấy không có thèm. Dạ cô ăn thử cái cho bà con thấy. Dạ dạ. Đây là xài quý vị. Đó. Giá gần xa nha. Có một cái bóng xài rất là đặc biệt đâu quý vị hãy tranh thủ đến dự lễ để nhìn xoài với bà con nha quý vị. Đây là khâu chuẩn bị các cái chiếc ghế quý vị, rồi bàn vân vân. Mời quý vị vào bên trong khuôn viên ở trại cơm số 3. Cũng chuẩn bị một số vật thực như là củ cải, đu đủ, dưa leo. Đây là chỉ mới
sơ lược thôi quý vị. Ngày mai mùng 5, mùng 6, mùng 7 thì nghe cô bác thuật lại thì tất cả các vật thực còn chở về đây nhiều hơn nữa. Đây là khu vực đẩy cơm, cháo. Đây là nồi cháo.